Hi there, welcome back. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của thầy An. Today we continue to study Unit 1 Family Life, Student Book Global Success Grade 10. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài 1 chủ đề Family Life, sách tiếng Anh lớp 10 Global Success. Lesson 8 Looking Back. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ là phần Looking Back. Now are you ready? Let's get started. Okay, now let's see some vocabulary. Chúng ta sẽ cùng nhau điểm sơ qua từ vựng của bài học ngày hôm nay nha. Bread pudding là gì? Bánh mì pudding. The correct pudding. Consonant plans là cặp phụ âm tương ứng. Okay, cặp phụ âm tương ứng. Break. Ta có động từ break. Quá khứ sẽ là broke. Quá khứ hoàn thành sẽ là broken. Gãy vỡ. Grab là gì? Cua. Grab soup là súp cua. Ok. Ta có động từ run. Run có nghĩa là chạy đúng không? Run còn có nghĩa là vận hành. Run the company. Vận hành một công ty. Ok. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số cái cụm từ trong bài. Trước đó là gì? Do the cooking là nấu ăn. Do the heavy lifting làm công việc nặng nhọc. Laundry giặt giũ quần áo. Quần áo việc giặt là. Do the laundry, giặt quần áo. Washing machine, máy giặt. Clean the house, dọn nhà. Do the washing up, rửa chén bát. Ok, từ đồng nghĩa ta có gì nhỉ? Wash the dishes or do the dishes, rửa chén bát. Put out the rubbish, là đổ rác, vứt rác. Ok, good. Listen and write, BR, KR, or TR. Under the word that has the corresponding consonant blends. Then practice reading the sentences. Trong phần này chúng ta sẽ nghe và viết BR, KR hoặc là TR dưới những từ mà nó có phụ âm, nó có cặp phụ âm tương ứng. Sau đó chúng ta sẽ thực hành đọc những câu này nha. Now the first one, listening together. Track 10. Unit 1. Family life. Page 16. Looking back. Pronunciation. Listen and write br, cr, or tr above the word that has the corresponding consonant blends. Then practice reading the sentences. 1. I like ice cream, but my brother likes bread pudding. What? Cream, brother, pudding, right? Cream. Brother, bread pudding, okay? I like ice cream, but my brother likes bread pudding. Tôi thích kem, nhưng mà anh trai của tôi thì thích bánh mì pudding. Okay, okay, cream, brother, bread pudding. Alright, good. 2. Tracy crashed her car into a tree and broke her leg. What? Tracy crashed, tree broke, okay? Tracy tông xe vào một cái cây và gãy chân, okay? Tracy tông xe vào gốc cây và gãy chân. Now, the next one. 3. They often have crab soup for breakfast. Crab. Breakfast. Okay? Crab. Breakfast. They often have crab soup for breakfast. Họ thường có món súp cua cho bữa sáng. They often have crab. They often have crab soup for breakfast. Họ thường có món súp cua cho bữa sáng. Alright? Good work. Now let's move on to the next part. Complete the text. Use the correct forms of the word and phrases in the box. Trong phần này chúng ta sẽ hoàn tất kỹ đoạn văn và sử dụng dạng đúng của động từ hay là cụm từ trong khung. Okay. Now, here we do the washing up là gì? Rửa chén. Do the heavy lifting là gì? Bê, khiêng đồ nặng. Do the cooking, nấu ăn, clean the house, dọn nhà, laundry, giặt giũ, do the laundry,
Dạ, chủ quần áo. Okay. Now, in Thanh's family, everybody share the housework. Trong gia đình của Thanh, mọi người chia sẻ công việc nhà. His mother, Thanh really enjoyed the food he cooks. Mẹ của cậu ấy thì làm cái gì? Thanh thì thật sự thích món ăn mà mẹ nấu. Như vậy mẹ của cậu ấy nấu ăn. His mother did the cooking. His mother did the cooking. Thanh really enjoyed the food she cooks. Right? Mẹ của cậu ấy nấu ăn. Thanh thật sự thích món ăn mà mẹ nấu. Thanh's father is a strong man. So he. Ba của Thanh là người đàn ông mạnh mẽ, người đàn ông khỏe mạnh. Vì thế ông khỏe mạnh thì làm gì? Do the heavy lifting. Okay. Ba của Thanh là một người đàn ông mạnh mẽ nên ông là làm cái công việc bê vác những thứ nặng nhọc. Alright, Thanh's father is a strong man. So he did the heavy lifting. Thanh helps with the. He feels proud that he knows how to run a washing machine. Thanh thì giúp công việc gì? Cậu ấy cảm thấy tự hào rằng là cậu ấy biết sử dụng máy giặt. Như vậy là cậu ấy làm gì nhỉ? Laundry. Okay. Cậu ấy giúp giặt quần áo. Cậu ấy cảm thấy tự hào rằng là cậu ấy biết cách sử dụng máy giặt. Alright. Thanh's sister helps with. She does it regularly. So the house is never dirty. Chị gái của Thanh thì giúp làm việc gì? Chị ấy làm nó mỗi ngày. Vì thế ngôi nhà của họ không bao giờ cũ, không bao giờ dơ. Như vậy là chị ấy làm gì nhỉ? Clean the house. Okay. Chị của Thanh giúp lau dọn dẹp nhà. Chị ấy lau nhà thường xuyên. Vì thế nhà của họ không bao giờ dơ. Good. She also after eat meal. Và chị ấy làm cái gì sau bữa ăn nữa nhỉ? Do the washing up. Rửa chén, right? She also does the washing up after each meal. Chị ấy cũng rửa chén sau mỗi bữa ăn. Alright, good job. Now let's move on to the next part. There is a mistake in each sentence below. Underline the mistake and correct it. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm ra một cái lỗi trong câu. Chúng ta sẽ tìm ra một lỗi cho những câu bên dưới và chúng ta sẽ gạch dưới chăn những cái lỗi và sửa lại. Okay. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một tí xíu phần ngữ pháp, thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn. Ok, như vậy là gì? Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về thói quen hoặc là những việc mà chúng ta làm thường xuyên. Ok, chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói gì? Để nói về những sự việc đang xảy ra tại thời điểm nói. Okay. Và các bạn lưu ý một điểm nữa đó là đối với những động từ tình thái như là like, love, need, want, know, agree, etc. Đối với những động từ tình thái, chúng ta không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nha. Chúng ta không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho những động từ tình thái như like, love, need, one, no, agree, etc. Ok, các bạn nhớ nha. Let's do it together. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với bài tập ngày hôm nay. I'm writing to you to tell you how much I'm wanting to see you. So which one is a meeting? Want. Ok, các bạn lưu ý là want là một trong những động từ tình thái. Khi trong câu có want, chúng ta không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn cho những động từ tình thái. Ok. Như vậy, want ở đây chúng ta sẽ đổi lại là want. I'm wanting sẽ là I want. I want to see. Ok. I want to see you. I'm writing to you to tell you how much I want to see you. I want to see you. Ok. I'm writing to tell you how much I want to see you. Mình đang viết cho bạn để nói cho bạn biết rằng là mình mong muốn gặp bạn, mình muốn gặp bạn đến giường nào. Okay. Mình đang viết thư cho bạn để nói cho bạn biết rằng là mình muốn gặp bạn nhiều như thế nào. Alright. Now number two, Jack is away on business. So now I look after he died.
Jack thì đang đi công việc. Jack thì đi công tác xa. Vì thế bây giờ tôi đang chăm sóc con chó của cậu ấy đúng không? Trong câu có trạng từ nào thì chúng ta sẽ sử dụng hiện tại tiếp diễn. Ok, như vậy ở đây là I look after sẽ là look, ở đây mình sẽ là I'm, okay, I'm looking after his dog and now I'm looking after his dog. Và bây giờ tôi đang chăm sóc con chó của cậu ấy. Okay, so number three. Now often looking untidy. Trong câu có trạng từ often. Often là trạng từ chỉ tần suất đúng không? Thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn nhé, không phải thì hiện tại tiếp diễn. Ok, như ở đây, như vậy ở đây chúng ta sẽ là gì? Looking ở đây sẽ là Nam often look untidy. Nam thường trông không gọn gàng. Ok, number four. She can't answer the phone now. She cooks dinner. Cô ấy không thể trả lời điện thoại bây giờ. Cô ấy gì? Đang nấu ăn. Như vậy ở đây sẽ là cooking. Is cooking. Ok, cô ấy không thể trả lời điện thoại bây giờ. Now, trong câu có now. Bây giờ. She is cooking. She is cooking dinner. Cô ấy đang nấu ăn. Ok. Number five. Excuse me, do you read the newspaper? Could I borrow it? Xin lỗi, bạn có thể... bạn đọc tờ báo mới phải không? Can I borrow it? Tôi có thể mượn nó không? Xin lỗi, bạn đang đọc tờ báo mới phải không? Tôi có thể mượn nó không, đúng không? Ở đây phải là thì hiện tại tiếp diễn. Tại vì sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói. Ok, như vậy ở đây sẽ là gì? Do you read? Thì sẽ là are you reading? Ok, are you reading? Do you read? Ở đây sẽ là are you reading? Excuse me, are you reading the newspaper? Could I borrow it? Xin lỗi, bạn đang đọc tờ báo mới phải không? Mình có thể mượn nó. Ok, number six. What are your family doing in the evening? Gia đình của bạn đang làm gì vào buổi tối? No, ở đây sẽ là gia đình của bạn làm gì vào buổi tối? What do your family do? Right? Okay, what do your family do in the evening? What do your family do in the evening? Gia đình của bạn làm gì vào buổi tối? Okay, good work. So now we stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Goodbye. Như vậy là chúng ta sẽ kết thúc bài học về đây nha. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye and see ya.